mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bắt rắn mối. Ngô Tiên Sinh là Hoa Kiều ở Thái Lan, là thương nhân thu mua thổ sản. Do nguồn vốn ít nên chỉ có thể mua liền bán ngay, vì vậy lợi nhuận không nhiều. Gần đây có người giới thiệu ông thu mua rắn mối, lợi nhuận rất cao. Nhưng Ngô Tiên Sinh chỉ làm có 3 tháng thì không chịu làm nữa. Bạn bè đều tiếc cho ông, gặp việc có lời cao mà không chịu tiếp tục, lại cam tâm đi làm những việc kiếm lời ít oi như thu mua hành tỏi. Nhưng Ngô Tiên Sinh vẫn không hề tiếc. Ác hẳn là có nguyên nhân. Vì sao thu mua rắn mối lợi nhuận hết sức cao? Thế thì phải bàn từ món rượu tắc kè đại bổ. Trong bản thảo của danh y Lý thời Trần ngày xưa có viết: tắc kè bổ phế, ích khí, bổ thận, tinh huyết, định suyễn, ngưng ho. Đông y trị đàm suyễn đều dùng tắc kè làm thuốc chính. Nhân đó, mặt hàng dễ bán trên thị trường là rượu tắc kè đại bổ. Tắc kè được mua về, bào chế với thuốc và ngâm rượu, nhu cầu càng ngày càng tăng. Tắc kè bị bắt quá mức, hầu như sắp tuyệt chủng. Thế là hiệu thuốc bèn cho dùng rắn mối thay thế tắc kè. Bây giờ ở Trung Quốc, rắn mối bị bắt cũng gần tuyệt chủng, cho nên nhà thuốc bèn chuyển hướng thu mua rắn mối ở Thái Lan. Nông dân miền Đông Bắc Thái Lan những lúc rảnh vụ mùa thì xúm nhau đi bắt rắn mối để gia tăng thu nhập. Có người thậm chí bỏ luôn nghề nông, chuyển sang nghề bắt rắn mối làm giàu. Trong đây có nhà Tố Vượng là bằng chứng điển hình. Vợ chồng Tố Vượng và con trai tổng cộng là 3 nhân khẩu. Ngày xưa họ rất nghèo, phải thuê ruộng mà làm. Nhưng từ khi chuyển qua nghề đi bắt rắn mối rồi thì trong vòng 3 năm ngắn ngủi, họ đã có hơn 10 mấy mẫu đất, còn mua được một chiếc xe vận tải nhỏ. Có lợi nhuận nồng hậu đến như thế này, dân làng đều ham. Thế là phong trào bắt rắn mối dâng cao như thủy triều. Nhưng mà nông dân mỗi ngày có bắt nhiều lắm thì chỉ được hơn 10 con rắn mối. Trong khi Tố Vượng giàu có, thấy rõ, y còn có tiền gửi ngân hàng. Bởi vì ngoài việc tự bắt rắn mối ra, Tố Vượng còn thu mua rắn mối sống của dân làng bắt được, đem về sấy khô, sau đó mới bán đi. Số rắn mối chết trong tay gia đình Tố Vượng ước tính có tới mấy trăm. Có hai nguyên nhân thúc đẩy Ngô Tiên Sinh bỏ nghề thu mua rắn mối. Nguyên nhân thứ nhất, hôm nọ Ngô Tiên Sinh tình cờ đi ngang qua nhà Tố Vượng, chứng kiến cảnh Tố Vượng làm rắn mối khô. Rắn mối sống được y bắt và thu mua đem về, sau đó dùng dao mổ bụng, moi nội tạng nó. Nhưng lúc này rắn mối vẫn chưa chết. Tố Vượng bèn dùng que tre vót nhọn đâm xuyên qua miệng nó thẳng tới đuôi, khiến nó không ngừng giãy giụa, đôi mắt mở to nhìn trừng trừng vào người. Sau đó Tố Vượng mới đem rắn mối đi phơi nắng. Khi Ngô Tiên Sinh chứng kiến hoạt cảnh tàn nhẫn này, ông không khỏi rùng mình, bèn quay đầu đi thẳng, không dám ngó lại nữa. Nguyên nhân thứ hai, vào tháng 3 năm nọ, nước Thái Lan hàng năm có lễ tát nước, toàn quốc đều được vui chơi. Hôm đó Ngô Tiên Sinh từ Chiang Mai về Bangkok, khi qua con đường đèo vùng, ông chứng kiến một tai nạn bi thảm. Chiếc xe vận tải nhỏ bị lật nhào xuống vực sâu ven lộ, hiện trường có 3 người chết, đó là gia đình Tố Vượng gồm 2 vợ chồng và đứa con trai. Hôm đó mặc dù là lễ tát nước, nhưng Tố Vượng vẫn không nghỉ làm, tiếp tục lái xe đi thu mua rắn mối. Kết quả cả nhà bị tai nạn ngay trên con đường đèo, xe hàng hóa lật nhào xuống vực sâu. Vợ con Tố Vượng bay ra khỏi xe, chết không toàn thây. Lúc chết, mắt vẫn còn dương to, trợn trừng, giống như đôi mắt rắn mối lúc chết vậy. Càng kinh khủng đến không dám nhìn nữa là bản thân Tố Vượng. Y từ trong xe bay ra nhanh như đạn bắn, không nghiêng không lệch, lại nhè rơi xuống đúng ngay cọc cây trúc nhọn
mà công nhân sửa đường vừa chặt phía vượt sâu ven đường. Tố Vượng bị gây xuyên thẳng qua miệng tới hậu môn, thảm trạng giống y như Tố Vượng đã làm với những con rắn mối. Ngô Tiên Sinh tận mắt chứng kiến thảm cảnh nhà Tố Vượng chết quá kinh khiếp. Ông sợ đến nỗi gai ốc cùng mình, chỉ biết buộc miệng nói: "Báo ứng, đúng là báo ứng." Từ đó, ông bỏ hẳn nghề liên quan đến mua bán động vật. Ha ha ha, 问什么的说